Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp đến từ Mitu World. Thì hôm nay em có về một số mẫu Citizen có, Olympianus có, T-shirt có và Psycho nữa. Thì hôm nay thì có về một cặp đôi T-shirt Perix size 35, phải nói là siêu hot thời điểm hiện tại. Phải nói là cực kỳ hot luôn. Bởi vì với cái size 35 này thì nó rất là phù hợp với cổ tay của anh em Việt Nam. Lần này thì em có về 4 xanh dương và 4 xanh lá, nhưng mà hiện tại các bác nhé, sau khi trả hàng hết thì hiện tại nó chỉ còn 1 xanh dương và 2 xanh lá thôi, 1 xanh dương và 2 xanh lá. Đây, size 35, siêu hiếm hàng đấy các bác nhé. Đợt này đúng ở thị trường Việt Nam size 35 cháy hàng luôn, bởi vì nó dễ đeo. Trong lễ thì bọn em sẽ về thêm t-shirt brick mặt icy blue xanh băng, nhưng mà hơi hơi tiếc một chút là nó vào đúng dịp lễ cho nên là cũng không 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 thể lấy được. Đấy, thì hẹn các bác sau lễ nhá. Và tầm giữa tháng sau, giữa tháng 9 ấy, thì bọn em về full gold 17 triệu 500 các bác nhé. Full gold tức là toàn bộ thân vỏ mặt số đều là màu vàng, cũng size 35 nhưng mà 17 triệu 500, bởi vì con đấy thì nó cao hơn rất là nhiều các bác nhé. Thực ra thì nếu mà những cái màu đắt hơn thì sẽ có màu trắng, và màu full gold đấy thì nó sẽ có đắt hơn là những cái màu khác thông thường. Tuy nhiên màu full gold thì khó kiếm hơn, và đợt này thì em về sau một chút nữa, tức là vào giữa tháng 9 nhé. Rồi, thì với con t-shirt Brick size 35 này thì tại sao mà em lại nói là nếu mà cổ tay của anh em Việt Nam nhé, tầm khoảng loanh quanh 16-17-16-8 cm lộn xuống nhé, thì chắc chắn là nên đeo size 35 chứ không phải là size 40. Bởi vì cái phần càng hôm trước em có giải thích rồi, cái phần càng nó khá là dài và nó không ôm tay được như là đồng hồ Nhật đâu các bác nhé. Bởi vì đây là một chiếc đồng hồ với thiết kế hơi sport cho nên phần càng nó hơi thẳng. Thế nên là nói thật với các bác, là khuyên thật là nếu các bác có cổ tay tầm 16.7, 16.8 cm lộn xuống thì các bác nên đeo size 35. Khá là nhiều bác rất bất ngờ đúng không? Bởi bây giờ ai mà còn đi đeo size 35 nữa, nhưng mà không, con này thì phải đeo size 35. Đây các bác nhìn này, cái phần càng này. Đây em đo cái phần càng cho các bác này. Đấy, 44.5 nó rất là vừa phải nhá. Nhưng nếu mà là cái phần càng của con size 40 thì nó là 51.6. Đấy các bác nhớ, em còn nhớ cả cái phần càng cơ mà. Bởi vì sao? Với cái 44.5 này thì khi mà đeo lên tay, các bác nhìn này, cổ tay em 15.7 nhá. Khi mà đeo lên tay thì nó hoàn toàn nó nằm giữa cái cổ tay luôn, mà nó không bị kiểu ăn ra hai bên ấy. Thế nên nhìn chiếc đồng hồ của chúng ta trông cân đối hơn rất là nhiều. Mà hơn nữa thì với phần càng dài thì nó sẽ ăn gian một chút về size cho chiếc đồng hồ. Trông con này không khác gì một chiếc đồng hồ với kích thước size 38 mm cả, cho dù thực tế nó chỉ có size là 35 thôi. Đây cổ tay em 15.7 các bác nhìn này. Chứ còn nếu mà các bác đeo size 40 nhá, em khẳng định với các bác là nó sẽ không đẹp như thế này đâu. Cho nên là T-shirt Brick size 35 nó rất là phù hợp với những anh em nào thích kiểu dáng khỏe khoắn mạnh mẽ của T-shirt Brick. Nhưng kích thước size phải vừa vặn hơn, bởi vì cổ tay của mình nhỏ thì nên đeo size 35 nhé. Nói chung là cái size này nó rất rất là Việt Nam đấy. Về option thì nói chung là không 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 còn cái gì để mà chê cả. Trong tầm giá này, thiết kế này thì thật sự các bác là quá là hoàn hảo rồi. T137-207-11-041-00 đó là số model của con size 35 mặt blue này. Automatic này, rồi Niken tóc này, chống nước 13 tương đương 100 m này, thân thép không gỉ, kính sapphire có phủ chống lóa này. Đấy, mặt của con này là mặt deep blue và mặt số được chia thành những cái ô vuông nhỏ rất giống với Audemars Piguet đúng không các bác? thiết kế đẹp, thiết kế đẹp. Nói chung là không có gì để mà chê trên chiếc đồng hồ này cả. Kính sapphire phủ chống lóa. Tất nhiên là nó chỉ có một lớp thôi các bác nhé. Con này thì có trang bị dạ quang, nhưng mà dạ quang nó cũng bình thường thôi. Em không đánh giá cao dạ quang của chiếc đồng hồ này. Dạ quang con này thì bình thường, nói chung là cũng được, nhưng mà bảo là để mà ngon thì không ngon, gọi là được, được so với mấy chiếc đồng hồ văn phòng thôi.
Đây, dạ quang này chỉ có kim thôi các bác nhá, chỉ có kim giờ và kim phút được trang bị dạ quang màu xanh lam thôi. Giá là 15.500.000. Các bác thông cảm là đợt này nó tăng giá một tí nhá. Đấy, bởi vì thực ra với các bác là bây giờ Brick nó đã tăng giá chung rồi. Đấy, các bác cứ tham khảo anh em thôi. Nếu mà anh em nào có giá tốt hơn thì các bác cứ mua thôi, chứ còn nói thật với các bác là giá 15.500.000 là em cũng cố lắm rồi. Lại nó mỏng dính được có 15.500.000 lãi chưa được 10%. Chán nhỉ. Nhưng mà cái mẫu này nó dễ bán cho nên thôi, thì chúng ta lấy số lượng đè lại chất lượng thôi chứ các bác. Chứ còn con này thì nói thật với các bác là hãng nó chênh giá không nhiều đâu. Ví dụ như các bác mua t-shirt có những con sale đến 6-70, có con lên đến 80% cũng có. Nhưng mà những cái dòng hot như Perix này thì các bác sẽ không bao giờ nhận được cái chiết khấu kinh khủng như vậy đâu. Con Perix này hiện tại hãng đang bán là 21, bọn em bán là 15.500.000 thì các bác rẻ hơn được 5.500.000. Đấy, vẫn là hàng mới các bác nhé, vẫn chính sách bảo hành như vậy. Thậm chí hãng chỉ bảo hành 1 năm thôi, bọn em bảo hành 2 năm. Đó, mà nó rẻ hơn cho các bác được 5.500.000 thì các bác cũng cân nhắc. Chứ còn nói thật với các bác là cái chiết khấu thì nó tính ra nó chỉ rơi vào tầm khoảng chưa được 30%. Có nhiều bác là săn đồng hồ xách tay mà giảm giá mà chỉ có 30% thì các bác sẽ thấy là vào cái mức giá nó hơi cao. Nhưng mà bác phải hiểu là cái mẫu này nó rất hot. Và thường thì những cái mẫu hot như này thì chắc chắn là cái chiết khấu nó không hề cao đâu. Đấy, em nói thật với các bác, em bán con này là 15.500.000, tức là giá mới, giá cũ của nó là 14.800.000. Nhưng mà bây giờ không có cái giá đấy nữa đâu các bác. Bởi vì giá nó bây giờ nó cao quá rồi. Đấy, nói chung là những bác nào đặt trong cái đợt trước thì bọn em vẫn để cho cái giá tốt thôi. Nhưng mà cái đợt này thì thật sự các bác là không thể để 14.800.000 được, giá nó cao quá rồi. Thì với chiếc này thì 15.500.000 màu xanh green. Con này nếu các bác cầm ở ngoài thì nó sẽ có cái màu xanh lá tươi hơn rất là nhiều trong video. Thông cảm cho em một chút là hôm nay thì ánh sáng nó lại sáng quá. Sáng quá thì lại không dám kéo rèm cao quá, bởi vì nếu mà kéo rèm cao quá thì nó lại lóa, các bác không nhìn thấy. Cho nên là sáng quá cũng không tốt, mà tối quá cũng không tốt. Thì con này nó sẽ có mặt màu xanh green nhé các bác nhé. Nói chung là nếu mà các bác nhìn ở ngoài thì cái màu xanh green này nó tươi hơn rất là nhiều. Đảm bảo với các bác luôn đấy. Con này cũng size 35, cũng bộ máy PowerTech 80 80.11, chữ có 80 giờ. Các bác cứ yên tâm nhé. Lên cổ tay 15.7cm này, các bác nhìn này, đeo yêu luôn. Đấy, đúng là chân ái của anh em Việt Nam mình mà cổ tay khoảng tầm 16.5cm đổ xuống, đeo con size 35 này, đúng chân ái luôn. Nên các bác cứ cân nhắc nhé. Hiện tại thì em còn 2 xanh lá và 1 xanh dương. Đấy, đợt này em về là tổng cả là 8 con, 4 xanh lá, 4 xanh dương, nhưng mà về thì trả hàng hết cho các bác rồi. Có mấy bác đặt con IC Blue thông cảm cho em một chút nhé, là nó về đúng vào dịp lễ cho nên là phải sau lễ thì em mới giải quyết được. Còn nếu các bác nào thật sự mà không đợi được thì các bác liên hệ em sẽ trả lại cọc nhé. Con Citizen này thì là một chiếc chạy máy 9011 mà em đảm bảo với các bác là cái mức giá thì không phải bàn. Khẳng định với các bác mức giá không phải bàn, quá rẻ luôn. 6.800.000 cho một chiếc máy Citizen 9011 xịn sò. Phải nói là cực kỳ xịn sò các bác nhé. 9011 thì tần số là 28.800. Thì nếu mà nói đặt về cái chiếc đồng hồ này thì nó hoàn toàn có thể cạnh tranh được với dòng ATA 2824, mà dòng Elabo hay là dòng Standard. Đấy, nó hoàn toàn cạnh tranh sòng phẳng với hai cái dòng ATA đấy, từ độ bền, từ độ xe số. Tất nhiên là những cái dòng top hay là dòng chronometer của ATA thì nó cao cấp hơn hẳn rồi, em không nói. Nhưng mà những cái dòng Standard hay dòng Elabo thì thực ra những cái con như 9011 này em cảm giác nhé, nó còn nhỉnh hơn khá nhiều đấy. Còn những cái dòng top hay là dòng chronometer thì bọn Citizen hay đồng hồ Nhật không ăn được đâu, nói thật với các bác là như vậy. Nói về cái bộ máy thì các bác biết cái tầm của con này thôi.
Thì con này nếu mà cái mức giá niêm yết của nó thì nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 25, hơn 25 triệu đấy. Còn hiện tại em có một chiếc lướt mới 97, 98% và cái mức giá các bác bỏ ra cho chiếc đồng hồ này chỉ có mức giá là 6 triệu 800 ngàn thôi. Đảm bảo với các bác là nó cực kỳ phải chăng. Cực kỳ phải chăng luôn các bác nhé. Mà con này đang còn rất mới, gần như là chưa chưa có đeo. Đấy. Cũng có đeo rồi. Nhưng mà cái này thì em nghĩ là xỏ xỏ dây thôi. Kiểu như là bỏ vào gối đấy. Còn xước sát thì cũng có, xước sát lông mèo thì cũng có, cái này không tránh khỏi đâu các bác, kiểu dạng hàng trưng bày mà. Đấy. Anh khách về anh đeo mấy lần xong rồi anh lên đời. Cho nên là thật sự các bác là độ mới đang còn khá là cao. Sức răm thì không tránh khỏi. Nói chung là đeo vài lần thì sức răm cũng có rồi. Kiểu như con này thì kiểu dạng như hàng trưng bày luôn các bác. Đeo nói chung là anh đeo ít lắm. Con này thì 6 triệu 800 ngàn các bác nhá. Dây da cá sấu này, rất mềm, màu nâu gánh dán, mềm đẹp này, khóa bướm này. Khóa bướm mạ PVD màu rose gold vàng hồng, phần niềng bezel cũng là rose gold vàng hồng, có chút sức răm ở đây này. Thiết kế càng thon gọn này. Đấy. Và đánh thoải cong theo đường cổ tay, núm được mạ này. Đấy, kính sapphire nguyên khối này. Khá trong này, mặt con này thì quá ảo diệu luôn, mặt con này kiểu như là trải tia hình chóng chóng ấy, rất đẹp luôn các bác nhé. Màu nâu chocolate, nâu sáng luôn đấy. Đẹp, ấn tượng. Con này size 41 lên cổ tay 15.7 thì hơi dư. Con này nếu anh em cổ tay tầm khoảng 16, 16.5. 16.5 là ok các bác nhé. 16.5 đổ lên là ok. Đấy, 16.5, 16, 16.5 đổ lên thì đeo con này sẽ là ok. Con này thì option thì các bác cứ yên tâm đi, 9011 thì 28.800 tần số động. Máy ngon như thế này cơ mà, sai số cho phép là 10 đến 20 giây một ngày. Đấy, máy ngon đẹp. Bản made in Japan các bác nhá. Serial number đầu 9 thì gần như là bản made in Japan hết. Con này giao lưu với các bác là 6 triệu 800 ngàn nhé. Khẳng định với các bác là Citizen mà trong cái tầm giá series 9 mà tầm 6 triệu 800 ngàn là gọi là cực kỳ rẻ rồi. Đây. Hôm nay lên cho các bác con này đặc biệt này. Con này dây anh ấy không đeo cái dây zin nhé. Để lâu rồi hơi bị mốc một tí. Về các bác vệ sinh một tí hoặc là em vệ sinh cho các bác luôn. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là con Citizen NB3020 gạch 16W giá niêm yết là 132.000 yên. Chạy máy 9184. Con này thì khẳng định với các bác là bây giờ không kiếm được ở trên thị trường. Dây zin đang còn nguyên chưa đeo các bác nhé. Ngoài ra thì anh có làm thêm một con đĩa để sau này nếu con đĩa này đứt thì anh có thể thay vào. Đây anh đầu tư lắm các bác ạ. Đây đầu tư cực kỳ luôn. Tặng luôn cho nó một bộ dây da cá đuối. Xịn sò, rất đẹp luôn đấy các bác nhá. Dây da cá đuối, dày dặn chắc chắn, bóng đẹp. Con này cũng có chút sức răm rồi. Rồi, con này thì khẳng định với các bác bây giờ không kiếm được ở trên thị trường và trong tầm giá này thì nó siêu siêu ngon luôn chứ không phải là ngon nữa. Con này giao lưu với các bác 14 triệu 500 tặng luôn cả dây nhé. Thì con này tại sao lại nói là ngon thì thứ nhất là con này chạy máy series 9. Series 9 là máy đã ngon rồi, 28.800 tần số động automatic có hỗ trợ có tay, dừng kim dây, hacking stop đầy đủ không thiếu một cái gì cả. Đó, sai số cho phép là 10 đến 20 giây một ngày. Nói chung là trong tầm giá này thì con máy 9184 này cũng là một trong những con máy ngon của thế giới rồi. Đấy, sai số tốt, ổn định, máy đẹp. Và cái nữ nhì, cái quan trọng nhất trên chiếc đồng hồ này là chúng ta phải nói đến cái mặt số. Mặt số con này này các bác này. Mặt số con này thì nó sẽ được phủ lên bởi những các lá bạc. Sau đó họ sẽ sử dụng cái nghệ thuật sơn mài để làm ra cái mặt số này. Nghe nó phức tạp không các bác? Tất nhiên là cái mặt số này phải làm thủ công rồi chứ công nghiệp thì không có làm được. Cho nên là các bác cứ yên chí là cái mặt số con này thì nói thật sự với các bác là độc, đẹp, ấn tượng. Quá ngầu luôn, không có gì để mà chê cả cái mặt số này cả. Đây các bác nhìn này. Mặt số kiểu như cái dạng thép gỉ, nó cố tình đấy các bác nhé chứ không phải là nó làm cho vui đâu. Nó cố tình nó làm ra cái mặt này đấy. Thì thứ nhất là người ta phủ lên những cái lá bạc, sau đó là người ta sẽ đem họ làm ra cái nghệ thuật sơn mài như thế này. Đấy. Con này thì kích thước size thì để em đo lại cho các bác. Con này là size 41 nha các bác nhé.
Con này thì size cũng 41, khoảng tầm 40.5. Dày 14.2, bởi vì kính con này là kính cong, các bác chú ý nhé. Kính cong đấy chứ không phải là kính phẳng đâu. Kính phẳng thì nó rơi vào tầm khoảng 12 thôi. Và lắc tu lắc đúng 48 tròn luôn. Con này cũng dễ đeo thôi chứ cũng không phải là khó đeo. Size 40.5, lắc tu lắc là 48, lên cổ tay 15.7 đẹp luôn. Cái mặt con này nó dị lắm. Con này nó ăn ở cái mặt, có giá trị sưu tầm rất là cao. Rất đẹp, ấn tượng. Bóng bẩy, cọc gọn gàng, đúng đúng trơn. Khóa của nó là khóa bướm có logo Citizen hơi xước ra một tí chứ còn lại là đẹp lắm, gần như là như mới. Phủ Duratech các bác nhé. Con máy được sử dụng trên con này là 9184 này. Một con máy rất là ngon trong tầm giá Made in Japan. Con này giao lưu là 14 triệu 500 ngàn các bác nhé. Khẳng định với các bác trong cái tầm giá này hiếm có một chiếc đồng hồ nào mà có cái mặt số cầu kỳ cỡ như con này. Khẳng định luôn với các bác. Đã phủ bạc lên rồi nó còn chơi cả nghệ thuật sơn mài lên trên. Hình thức thì mới 97-98%. Quá ngon. Con này thì anh khách còn nhờ lên đời. Một con Olympianus size hơn 40 một tí. Đấy. Giao lưu với các bác là 3 triệu 7. Con này thì anh mới mua. Đeo được đúng là cũng đếm trên đầu ngón tay thôi. Bây giờ giao lưu lại với các bác 3 triệu 750 nghìn nhé. Theo đúng ý của anh. Rồi. À sorry các bác, 4 triệu 750 nghìn nhé. Sorry các bác. Thì anh muốn bán con này là 4 triệu 750 nghìn. Size 41 nhé. Dày 10.8. Khá mỏng đúng không ạ? Và 47 lắc tu lắc. Con này size 41 nhưng mà cũng khá là dễ đeo do lắc tu lắc của nó ngắn mà. Thiết kế thì sport mạnh mẽ với thiết kế theo kiểu dạng của bọn Orange Star Skeleton đấy. Cho nên là thiết kế trông nó mạnh mẽ lắm. Kính sapphire nguyên khối, con này thì chạy con máy của Seiko rất là ngon. Con này là chạy máy, sorry các bác, để em zoom kỹ vào. NH38. NH88. Nhìn không rõ nữa các bác. NH38 nhưng mà máy này là máy của Epson các bác nhé. Máy này giống máy của con Orange đấy. Chúng ta có Olympus Automatic, chúng ta có kim báo chữ cót, chúng ta có kim dây lệch rốn. Chúng ta có núm của nó là núm sorry các bác, con này núm kéo thôi. Đấy. Thiết kế thì hình thức thì cũng có xước sát răm rồi, không tránh khỏi. Và giá anh muốn bán là 4.750.000 các bác chú ý nhé. Đấy, kim dây rốn này, để em lắc cho cái cho các bác chạy. Thiết kế thì cũng khá là khỏe khoắn mạnh mẽ. Nói chung là trong tầm giá này thì đây cũng là một chiếc đồng hồ phải nói là khá là ấn tượng. Đó, giá giao lưu lại cho các bác là 4.750.000. Con này thì automatic hỗ trợ co tay dừng kim dây, hacking stop đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Con này còn hộp sổ đầy đủ. Bảo hành thì vẫn bảo hành tiếp cho các bác đến hết cái thời gian bảo hành của đồng hồ nhé. Và đó là những cái mẫu mà em hiện tại vừa về. Một số mẫu nữa thì chắc là phải ra lễ thì nó mới về được. Cho nên là mong các bác thông cảm là trong cái thời gian này thì chắc là sắp đến nghỉ lễ rồi, cho nên là cũng sẽ hạn chế đăng video. Bởi vì đăng được mà cũng chả gửi được đâu. Bởi vì lễ thì ngoài Bắc mình thì đang còn khó, chứ còn gửi vào miền Nam thì chắc chắn là sẽ không nhận được chiếc lễ rồi. Cho nên là hẹn các bác ra sau lễ nhá. Rồi, xin chào các bác.